Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trong giai đoạn nửa cuối năm 2022, chúng ta đã có những cái dòng CPU Intel Core i9, Core i7 và Core i5 của thế hệ thứ 13. Và đa số những cái dòng đấy thì đều là những cái dòng cao nhất hoặc là dòng Intel dòng K. Thì cụ thể là anh em thấy được là dòng Intel Core i5 13600K khá là ấn tượng. Tuy nhiên thì cái câu chuyện ở đây đó chính là những anh em game thủ đa số ở trên thị trường anh em thấy được bên ngoài, hay thậm chí là bạn và tôi thì đều hướng đến là sử dụng những cái dòng CPU thấp hơn, cụ thể là những cái dòng non K, những cái dòng CPU đầu của dòng i5 ấy, tức là những cái dòng CPU có cái mức giá là tốt nhất. Thì ở đây thì sang năm 2023 thì dĩ nhiên chúng ta đã có những cái mẫu CPU như vậy. Thì mình đang có một sản phẩm ở đây là CPU Intel Core i5 13400. Có thể là anh em đã đọc được rất là nhiều những cái bài cũng như xem bài test ở trên mạng cũng đã khoảng vài tuần rồi. Tuy nhiên thì đến hôm nay mình mới lên video dành cho anh em, và mình cũng sẽ có đính chính một số những cái thông tin và để giúp cho anh em có một cái nhìn nó tốt hơn về cái dòng CPU Intel Core i5 đời mới này. Đầu tiên thì như thường lệ đi, với cái dòng Intel Core i5 rẻ nhất thì thông thường anh em chỉ nhìn thấy là ngày xưa là có 4 nhân, sau đấy chúng ta có 6 nhân 6 luồng và tăng lên thành 6 nhân 12 luồng. Và năm nay Intel chơi khá lớn khi mà cải tiến thêm ở tất cả những cái dòng CPU đã được ra mắt. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta được tăng rất nhiều lượng nhân E-core, tức là cái nhân hiệu suất đấy. Và trên cái dòng CPU Intel Core i5 thì chúng ta đã có mẫu CPU, anh em biết bao nhiêu nhân không? 10 nhân. Thì cụ thể chúng ta sẽ vẫn có 6 nhân hiệu năng cao đi kèm với 12 luồng và 4 nhân hiệu suất và 4 luồng nữa. Tổng cộng chúng ta sẽ có mẫu CPU có 10 nhân và 16 luồng xử lý. Đây là một điều mà anh em game thủ là cực kỳ mong ngóng, bởi vì là chúng ta vẫn luôn thích những mẫu CPU có nhiều nhân, những cái thông số ấn tượng để có thể sử dụng. Tuy nhiên thì sử dụng được bao nhiêu thì đấy là một câu chuyện khác. Quay trở lại vấn đề một chút đi, thì với cái lượng nhân lớn như vậy thì cái xung nhịp của sản phẩm anh em cũng có thể nhìn thấy được, nó cũng khá là ấn tượng đấy. Khi mà xung nhịp đơn nhân có thể lên được là 4.6 là cao nhất, và cái xung nhịp đấy xuất hiện ở trên nhân P-core, còn với nhân E-core sẽ chỉ là 3.2. Điều này cũng là một điều dễ hiểu để có thể đảm bảo được cái nhiệt độ tỏa ra của sản phẩm cũng như cái mức giá thành của sản phẩm được sản xuất nó sẽ tối ưu hơn. Rồi thì khi mà nhìn trên trang chủ của hãng đi, chúng ta có rất nhiều những cái thông số nó sẽ ghi TDP ở đấy, và kèm theo một dòng nữa là Turbo Max. Và anh em nhìn xem cái dòng đấy sẽ ghi là 154W, tức là về mặt lý thuyết đi, tất cả các dòng CPU Intel Core i5 13400 anh em cắm lên bất kỳ một mẫu main nào thì cái điện ấy mà xài tối đa để có thể max hiệu năng là 154W. Đây trên lý thuyết thôi, còn thực tế khi sử dụng thì sẽ hơi khác một chút. Mình cũng đã đọc được rất nhiều những cái bài viết, những cái video làm, thì mình thấy hầu hết thì đều xuất hiện được một cái hiện tượng mà mình thấy, đó là cái nhiệt độ của sản phẩm là khá cao, kèm theo đó là mẫu CPU ăn rất nhiều điện. Anh em cứ thử tưởng tượng rằng mẫu CPU Intel Core i5 ăn đến 154W. Điều đấy thì khi mà anh em sử dụng nhìn ai hoảng hốt thôi. Cái lượng điện mà tiêu thụ nhiều như vậy thì bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng những hệ thống tản nhiệt khí cao cao một chút, hoặc là những tản nhiệt nước gọi là RAT 240 tầm trung thì mới có thể gánh được. Nhưng cái điều đấy thì là những cái mà Intel đưa ra để khuyến cáo và đưa ra một con số, đấy là con số cũng có thể nói là tối đa mà mẫu CPU có thể hoạt động. Còn khi mà anh em sử dụng thì thậm chí nó sẽ không lên đến cái mức đấy. Nếu như mà có lên ấy thì chẳng qua là do anh em chọn phải một mẫu CPU nó không ngon lắm, kèm theo đó là anh em sử dụng một cái mẫu bo máy chủ đến từ một hãng nào đấy họ không tối ưu thì CPU mới lên được đến cái mức điện đấy thôi. Còn khi mà mình test thực tế, nó chỉ rơi vào khoảng chừng là 100W điện. Vậy thì làm sao để có thể sử dụng được như vậy? Thì một cách đơn giản thôi, đó là anh em cắm vào và sử dụng. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tại sao lại có cái sự chênh lệch nhiều như vậy? Có nơi thì như mình là 100W, thế nhưng có nơi nó lên 140W và 150W. Thì cái điều này sẽ đến từ BIOS của hệ thống. Thì mình cũng đã có làm một video cách đây chắc phải khoảng chừng là 2 tháng nói về cái khía cạnh này rồi. Thì cái mẫu bo máy chủ được mình sử dụng ở đây là B660A Gaming DR4. Thì anh em hoàn toàn có thể search được cái thông tin ở trên trang chủ. Và mình cũng đã có update BIOS mới nhất và mình tải những cái phần mềm mới nhất để có thể test dành cho anh em. Thì khi mà mình test ấy, mình sử dụng cái phần mềm là Cinebench R23 để có thể bench test, và mình có stress test thử là trong vòng 10 phút thì mình thấy được là cái xung nhịp hoạt động của CPU, cái xung nhịp hoạt động của cái lượng nhân là P-core sẽ rơi khoảng chừng là từ 4.1 GHz, khoảng một chút thời gian thì nó sẽ xuống là 4.0. Cái điều này thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta. Còn 4 lượng nhân E-core thì sẽ đều ổn định là 3.2, trong khi đó cái lượng điện năng tiêu thụ nó sẽ loanh quanh khoảng từ 90W cho đến là 94-95, hoặc cùng lắm là lên khoảng 99W điện. Thì cái mức điện đấy vẫn là mức điện cực kỳ thấp khi so với những thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Lý do thì
Đúng rồi, cái mền mình sử dụng cũng là một dòng mền cao cấp. Đây cũng là một phần để giúp cho cái hệ thống chúng ta hoạt động được một cách ổn định hơn. Và khi mà anh em sử dụng ấy, anh em update những bản driver mới nhất, nó sẽ mang đến cái tối ưu về mặt hệ thống tốt hơn này. Thậm chí là trong cái mẫu board chủ này, nó còn sẽ có một cái đó là limit cái nhiệt độ lại, tức là giới hạn lại cái nhiệt độ là 90 độ để chúng ta có thể sử dụng được CPU nó mát mẻ và tận dụng được nhiều hiệu năng hơn. Và mình sẽ cho anh em thêm một lý do nữa để có thể giải thích cho cái việc điện năng tiêu thụ của sản phẩm, cái sản phẩm mình test ấy, nó lại thấp như vậy. Anh em biết được một câu chuyện rằng là đây là Intel Core i5 13400, thì có thể nói là dòng i5 rẻ nhất của thế hệ Gen 13 rồi. Thì những cái dòng Intel Gen nào cũng thế thôi, miễn là dòng Intel Core i5 quốc gia gần như thấp nhất thì hầu hết sẽ đều sử dụng được, đó chính là tản nhiệt stock. Và trong khi quá trình mình test ấy, thì mình đã cắm trực tiếp tản nhiệt stock luôn, thì mình mới xem được cái chính xác cái nhiệt độ của sản phẩm bao nhiêu. Và không nằm ngoài mong đợi của mình thì tản nhiệt stock có thể gánh được cái mẫu CPU này khi mẫu CPU này hoạt động full load. Tất nhiên thì khi anh em sử dụng những cái phần mềm như Promptium stress test thì cái nhiệt độ nó sẽ lên cao vút, bởi vì nó stress test cả AVX nữa thì mình không tính. Còn khi mà cho sử dụng bình thường thì cái tản nhiệt stock vẫn có thể gánh được nha. Thì đó, anh em cũng thể xem những thông tin nó chọn lọc hơn. Và nếu như anh em nào đang sử dụng ấy mà tự nhiên thấy cái dòng CPU Intel Core i5 của mình người thì là 100W hay là người thì lên 140W thì cũng biết lý do rồi, chứ đừng bảo là tôi phải chạy 140W. Việc dư thừa điện năng sẽ không giúp chúng ta cải thiện được cái yếu tố liên quan đến hiệu năng sử dụng, mà chỉ làm cho sản phẩm chúng ta nóng lên và chúng ta phải đầu tư thêm nhiều sản phẩm hơn. Và mình cũng khuyến cáo với anh em, mặc dù là có thể sử dụng được tản nhiệt stock, tuy nhiên cái điều kiện test ở đây là mình sử dụng bàn table ở trong phòng điều hòa là 25 độ C thì mới có thể đạt được cái mức như thế. Còn khi mà anh em sử dụng đóng vỏ cây này hoặc là anh em để chỗ qua bí thì anh em cộng thêm khoảng chừng 3-4 độ. Vì thế nếu như chúng ta đầu tư cái hệ thống tản nhiệt khí khoảng chừng 400.000 thôi là đảm bảo với anh em trải nghiệm là sẽ hoàn toàn khác, và anh em sẽ không cần phải lo lắng cái vấn đề liên quan đến nhiệt độ của sản phẩm, kể cả có thể bị bí. Quay trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái phần một cái phép so sánh đi. Thì đó, mới cái dòng là Intel Core i5 13410 nhân, thì nếu như anh em nào mà kiểu quan tâm ấy thì nó sẽ khá là same khi so với thông số của CPU Intel Core i5 12600K, một mẫu CPU có mức giá rơi khoảng chừng từ 6 đến 7 triệu đồng. Và anh em cũng đừng lo lắng quá nhiều, mặc dù về mặt thông số thì trông nó cũng vẻ là same same nhau, chúng ta đều có những mẫu CPU có 10 nhân và 16 luồng xử lý. Tuy nhiên cái xung nhịp của dòng 12600K sẽ cao hơn, và khi anh em chơi game, những tựa game đòi hỏi cái lượng sức mạnh đơn nhân ấy, nó sẽ cho cái mức FPS cao hơn. Tuy nhiên thì với anh em nào mà sử dụng những cái dòng như kiểu là 12400 thì hơi buồn ấy, và có cần nâng cấp hay không thì nếu có điều kiện chúng ta nên nâng cấp để có một mẫu CPU có nhiều nhân hơn để nhìn trông cho nó vui vẻ. Bởi vì hầu hết những cái tựa game ở trên thị trường đa số thôi nhá, chúng ta đều sẽ sử dụng từ 4 đến khoảng 6 hoặc 8 nhân thôi, chứ còn để mà tận dụng được hết 10 nhân này thì chỉ rất ít tựa game tận dụng được. Và với những tựa game online thì cắm 13400 là chơi rất tốt. Về cá nhân mình đánh giá thì với Intel Core i5 13400 thì đây sẽ là một sản phẩm với anh em game thủ có cái túi tiền eo hẹp mà muốn đầu tư những sản phẩm dùng lâu dài thì đây nó sẽ là một sản phẩm sẽ khá là ấn tượng đấy. Anh em có thể sử dụng những cái mẫu main dòng B tầm trung là đã có thể gánh được cực kỳ tốt rồi. Kèm theo đó là khi mà chúng ta sử dụng ấy, cắm lên bất cứ một mẫu card họa nào cũng đều được. Nếu như anh em thích cái sự tối ưu về túi tiền thì có thể cắm CPU này lên những cái hệ thống bình thường này sử dụng card họa là RTX 3060, hoặc nếu như anh em nào thích thì hoàn toàn có thể sử dụng lên những phiên bản cao cấp hẳn đi như kiểu RTX 4080 hoặc là 4090 để mà chơi game thì vẫn hoàn toàn ổn định. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ xây dựng cho anh em một cái cấu hình, chúng ta sẽ có cái hình thức đẹp nữa. Bây giờ chơi game trên thị trường nó cũng đơn giản quá rồi, quan trọng là phải đẹp. Và mình sẽ cắm nó hơi quá đà một tí, biết đâu mình sẽ cắm hệ thống tản nhiệt nước lên để cho anh em nhìn được. Anh em nào mà nhiệt thủ ấy, nhìn cái nhiệt độ khi mà chơi game thấp thấp ấy, biết đâu nhìn thế mới thích thì sao. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nha.